Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 715. Cái đầu tiên thì sơ đồ hóa bài toán. Hỗn hợp gồm có nhôm và Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm, sản phẩm thu được gồm có Al2O3, Fe và Fe2O3 dư. Lý do vì sao thầy chứng minh được là Fe2O3 dư mà không phải nhôm dư? Thì đề thi có một từ rất trìu mến đây. Cộng NaOH không có khí thoát ra. Mà phản ứng lại là phản ứng hoàn toàn. Kết quả thầy có là ba rắn này của thầy thả vào NaOH thì chỉ có nhôm oxit tan ra, còn lại sắt và sắt bao oxit giữ nguyên, khối lượng là 14,8 gram. Dung dịch thu được là NaAlOH 4 lần. Đổ HCl vào để kết tủa đặt mắc. Ở đây thầy có là kết tủa đặt mắc đây. Thì kết quả là kết tủa là Al2O3, nhiệt phân lên ra. Kết tủa là AlOH 3 lần, xin lỗi. Nhiệt phân lên ra Al2O3, số mol các em tính được luôn là 0,1 mol. Đề thi yêu cầu tính giá trị của M, một câu hỏi rất là ngớ ngẩn vì nó quá đơn giản. M này của thầy vẫn bằng M của hỗn hợp bên này. Mà M hỗn hợp bên này thì bằng M của Al2O3 cộng với M của Fe và Fe2O3. M của Fe và Fe2O3 khối lượng là 14,8. M của Al2O3 dùng bảo toàn nguyên tố nhôm thì tìm ra được là bằng 0,1. Đây. Và kết quả cộng vào thầy có M bằng 25 gram. Đáp án rất đơn giản. Đáp án là D.